dịch đâu mà cũng bày đặt chỗ rồi đó. Sao mày gan quá vậy? Bộ muốn khóc là khóc hả? Muốn khóc thì cũng phải xin phép tao chứ. Trời trời, cứ coi tôi là người vô hình trời. Dạ, có ai ở nhà không ạ? Ai vậy? Ủa, chị. Ủa, Tâm Ý, em qua đây chi vậy? Dạ, ông nhờ em đem nấm qua cho bà ăn tẩm bổ á. Bà có nhà không chị? Ồ, hình như cô Liễu không có nhà rồi. Không, em đưa chị đi, tí nữa chị đưa cho cô Liễu cho. Dạ, cũng được, em cảm ơn chị nha. Thôi, em chờ chị em về nha. Ủa, em về liền luôn á hả? Không, ngồi lại chơi, hai chị em uống nước nói chuyện. Dạ thôi, em về liền luôn. Ê, Tâm Ý, không ấy đi xem tranh với chị không? Chị có hai vé á. Hả? Xem tranh hả chị? Chị cười tươi lên nha. Wow, nhìn chị dễ thương lắm luôn á. Dễ thương không? Đợi chị chút. Tâm Ý, mày đi ra ngoài uống cà phê không? Dạ. Ủa, ông chưa về hả? Không, có đi coi phẫu thuật không? Bây giờ chuẩn bị đi nè, vậy nha. Đi chơi chị vui không vậy? Dạ vui lắm. Chị vừa đáng yêu mà còn dễ thương nữa. Ước gì em cũng được như chị. Vậy hả? Chị thì lại ước gì á, chị được giống như em. Em có gì đâu mà chị ước. Có chứ, em lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, thùy mị nè. Không có ồn ào, không có lúc nào cũng ồ ạt, tẻn tẻn như chị. Ủa, nhưng mà em đi chơi với chị vậy á, về có bị la không đó? Dạ không sao đâu, bữa nay á cô nói là sẽ đi ăn ngoài, cho nên là em không cần phải nấu. Ừ, vậy được, hai chị em mình thoải mái. Ê, nè, chị có đem sách nè. Mình giữa cà phê chị đọc sách đi. Dạ thôi, em không đọc đâu. Em muốn vô trong coi thêm tranh chút nữa. Muốn vô coi tiếp hả? Dạ, tại lần đầu tiên em đi coi tranh cho nên là thích lắm. Vậy thôi, em đi coi đi. Dạ, hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm nha. Đừng có gì đâu. Đi trước đi. Em đi nha. Con nghe nè Nguyễn. Nè, chiều mai tôi kẹt rồi, mình về lịch học là buổi tối được không? Hả? Nhưng mà tối mai thì cô có việc rồi, sao tự nhiên giờ lịch học ngang xương vậy? Thì tại trường có lịch học thêm đột xuất, giờ sao? Ê, không mấy mình học luôn giờ không? Giờ hả? Cũng được. Bữa nay sẽ là một cái bữa học ngoại khóa vô cùng đặc biệt của mình luôn á nha. Gì vậy? Nó giận chồng em mà. Dạ, con chào cô Liễu. Dạ, mấy ăn cơm với cô. Cô định bỏ bữa luôn, như là sợ đau bao tử, chứ nên ráng ăn nè. Sao tự nhiên bỏ bữa? Tự nhiên nhìn đồ ăn là thấy ngán rồi. Bye bye Mai. Bye bye cô Liễu, tối nay con không có về nha cô. Bye Quốc. Chơi bạn gái hả? Ý, hôm qua tôi thấy hả hai người nói chuyện tới sáng được phải không? Kể tôi nghe với Julian. Không có đâu Julian. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, cả nhà, tin đúng hỏi, tin đúng hỏi gì vậy? Julian đi xuống Vũng Tàu thăm bạn gái. Thật hả? Sao con biết? Ôi, bạn gái của Julian với Vũng Tàu mà cô. Con vừa đi ra con nghe Julian nói là đi xuống Vũng Tàu, xuống Tàu. Ồ, không ngờ là Julian lại cưng bạn gái vậy. Hai người sao vậy? Julian đi Vũng Tàu thăm bạn gái hả cô? Rồi nghỉ việc luôn hả? Có cần phải si tình như vậy không? Dạ. Dạ. Cái gối này,
làm cái gì da gì của ai vậy? Bực bội quá đi à, bực mình quá. Có chuyện gì vậy con? Có chuyện gì vậy ba? Để tao hỏi. Đầu gối ơi, có chuyện gì vậy đầu gối? Nó trả lời chưa? Nè. Ủa? Sao ra nhanh vậy? Ủa sao học đây vậy? Trời ơi, không có giống cô xíu nào nha. Không giống là không giống làm sao? Cô lúc nào cũng vậy thôi mà không giống gì. Thôi bớt giỡn đi. Bớt giỡn đi, bớt giỡn đi. Ngày xưa lúc nào em cũng nói cô vậy hết trơn á. Bớt giỡn đi. Có không ta? Mày có. Sao không? Lúc đầu gặp em đó em hung dữ như là cái gì đó. Lúc nào cũng có cái thái độ này nè. Mặt gì nữa với cô vậy nè. Nhìn em hả, từ trên xuống dưới là cái thái độ, cái giọng điệu, cái gương mặt đó của em nhìn giống em giống như là cô. Cái gì? Cô gì? Giống như là học sinh cá biệt vậy đó. Còn cô sao? Cô làm như cô hay lắm vậy? Cô không nhớ cái chuyện mà cô giả đàn ông cô đòi đánh tôi còn chưa hết đâu. À, cái chuyện mà say xỉn, lèm bèm, bức tóc rồi còn tùm lum tui nữa cô không nhớ hả? Cô quên hả? Quên gì mà quên? Ủa? Thì sao? Rồi cuối cùng á, nhờ ai mà em giỏi tiếng Anh? Nhờ ai mà em giỏi tiếng Anh? Nói đi. Nói đi. Không. Không biết. Không biết nữa ở đó. Nhớ ngày xưa. Công nhận cô với em á xảy ra tùm lum tà la chuyện tào lao ghê. Nhưng mà vui chứ bỏ ha. Thời gian trôi qua nhanh thiệt á. Mới đây mà hết học kỳ 1 rồi học kỳ 2 luôn rồi. Nhanh thiệt á. Lấy tập ra học. Còn ngồi đó tám nữa. Xong rồi hả? Ê nè nè, đi đâu mà gấp vậy? Gặp sau nói chuyện sau. Sao cô nghe điện thoại đi? À, thì đợi cô chút nha. Nghe nè. Alo, anh đang ở phòng tranh nè, em đang ở đâu vậy? Em đi rồi, chi vậy? Em đi rồi hả? Nhưng mà em đang ở đâu? Đang đi chơi với bạn, có gì không? Vậy bây giờ anh về nhà em, anh để em ở nhà em nha. Không gặp không về á. Hôm nay chắc đi tới đêm mới về á. Khỏi gặp nha, không có gì hết đó. Nhưng mà khoan. Nè,